trình bày bệnh nhân là bệnh nhân nam 61 tuổi, địa chỉ nhà ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, là trình bày là bệnh nhân là trước nhập viện. Máy đầu kêu cái gì ta? Lý do nhập viện của bệnh nhân là đau bụng ngày thứ ba. Đi ra ngoài, bước ra ngoài dùng cái phiếu chưa? Sao có tin nhắn mà nghe không nhức ốc đinh tai nhức ốc lên. Bệnh nhân nào ở đây chắc là bệnh nhân không lặp lại.